Xin chào cả nhà, chào mừng cả nhà đã quay trở lại với kênh Hương Đoàn ngày hôm nay nha. Bây giờ là buổi xế trưa rồi nè. Bây giờ là mẹ Hương đang lặt cái bông bí này để xào đó cả nhà. Lâu lắm mới có cái bông bí này luôn á. Mùa đây thì thỉnh thoảng mới có thôi chứ cũng không phải là ngày nào cũng có. Sáng nay Hương có mua cái chè này nè cả nhà, chè Sâm Nam á, Sâm Nam thập cẩm trong đó luôn. Có hạt lựu rồi có Sâm Nam xương sáo dừa vậy đó. Cả nhà Hương ai cũng thích hết đó. Với lại mua thêm hai bị nước rau má nè. Với lại đây là xương sáo nè. Về ăn cho nó mát. Hôm nay mình sẽ cho chim ăn. Chim ở đâu ăn? Chim non. Non hả? Xin chào cả nhà nha. Hôm nay mẹ con Hương phát hiện ra một cái tổ chim ở đây nè. Mà tưởng không có chim chứ. Cho nó đụng vô có hai con chim con cả nhà. Hương cho cả nhà xem nha. Chim mẹ về rồi sao vậy? Không phải chưa. Đây, cả nhà có thấy không? Nhìn dễ thương lắm. Giờ này là chim mẹ về rồi chứ sao không thấy ta? Hình như chim con đói rồi cả nhà. Chào Thảo. Không ăn hết bây giờ. Cái gì ăn hết? Sao? Lúc này thì chim mẹ về rồi cho nên Hương không có cho Tina tới gần cái tổ chim đó nữa. Tina không cho chim con ăn được nên Tina giận hả cả nhà. Nhưng mà con sâu nó nhỏ hơn con chim mà. Với lại con sâu á, con chim nó có cái miệng của nó nhọn nữa. Cái mỏ nó nhọn đó, nó có thể mổ được. Biết không? Mai mẹ nó đi kiếm đồ cho nó ăn rồi mẹ dắt Tina ra coi nha. Nha. Giờ Tina mà tới là con chim mẹ cái mỏ nó nhọn lắm á, nó mổ một phát nó lủng mắt luôn á. Chim mẹ hung lắm á. Thì con lấy rồi. Hả? Thì con mà lấy rồi con đánh được nó bay con đánh được đâu. Mẹ còn sợ nó mà con không sợ nó hả? Sao? Mẹ nói thiệt luôn á, nó hung lắm á. Mẹ không dám đụng vô luôn nè. Cái miệng của nó nhọn quắc luôn á nha. Không phải miệng nó hiền đâu nha. Đi nè mua được một cái bị chà bông. Chiều rồi Hương dẫn Tina đi siêu thị để Tina mua ít cái đồ mà Tina thích á. Chứ ở gần nhà không có. Xúc xích, hot dog, hot dog. Đây nè. Đúng rồi. Con thích cái đó hay cái dưới đây? Con thích cái nào? Con thích cái trên đó hay cái dưới đây? Cái trên này hả? Cái này hả? Xúc xích cho bôi. Xúc cho bôi hả? Ủa, để mình lấy cho, đừng có biếu nha. Để mình coi thử cái này là những cái gì. Rau câu hả? Rau câu á. Ờ. Mình vô cho mẹ ăn rau câu. Cái đó hôm qua mình làm rồi, đúng không? À. Đây là cà chua. Cà chua. Ờ. Cà chua này về chứ ăn được ấy mẹ. Không mua đâu. Nhà mình ăn cà chua kia rồi. Để mẹ con mua. Cà chua này ngon mà mẹ nhà xí nhà thương vậy mà. Ngon hả? Giờ con thích mua quả gì? Con thích ăn quả gì? Táo. Táo hả? Tí á, đứng im. Mình lấy cho. Ở đây. Ở siêu thị này có một cái hồ cá diêu hồng ở cả nhà. Mà cá còn sống luôn á. Thì này thích nên thì này đúng thì này coi. Mẹ trúng cá nên này nó bị chết rồi. Cá nó chết rồi, mẹ chỉ còn cá sống rồi. Ở đây có một cái khu bán cây hoa đó cả nhà. Nó có gốc rồi luôn. Mình có thể mua về để mình trồng á, nhưng mà Hương nghĩ là cái hoa này mà mình mua về trồng chắc nó không sống đâu. Tại vì hoa này ở trên Đà Lạt á, với lại trong này nó cũng lạnh nữa. Còn khí hậu ở chỗ Hương thì nó nóng cho nên là chắc không trồng được mấy cái bông này đâu. Nhưng mà cũng thích xem. Lại cũng có bán cả hoa bình luôn đó cả nhà, để mình về mình cắm đó.
Sau đó thì Hương dẫn Tina đi qua bên nhà sách ở trong siêu thị luôn đó cả nhà, xem thử cần mua gì không thì mua luôn. Nhưng mà cuối cùng thì không mua được cái gì hết, cho nên là hai mẹ con chỉ có mua được ít trái cây đem về thôi à. Video của Hương đến nay cũng hết rồi. Xin cảm ơn cả nhà đã theo dõi hết cái video này nhé. Xin chào và hẹn gặp các bạn ở những video tiếp theo ạ.